Có lúc mình tự hỏi, 35 tuổi mới sinh con, có phải là quá muộn hay không? Mình thường nghe nói mẹ lớn tuổi có nguy cơ sinh em bé dị tật. Mình lo lắng lắm. Không, con yêu của mình sẽ khỏe mạnh thôi. Nhưng làm thế nào để biết chắc chắn là con sinh ra sẽ không gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng? Đừng để những lo lắng ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ bầu và sức khỏe thai nhi khi bạn hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra. NIPT là xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn, an toàn tuyệt đối, giúp phát hiện sớm bất thường về nhiễm sắc thể ở thai nhi như hội chứng Down, Edwards, cho kết quả chính xác tới trên 99%. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn có các buổi hội chẩn liên viện thường kỳ với Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia di truyền hàng đầu để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của bất kỳ quyết định nào. Hãy để Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình chào đón con yêu một cách an tâm và trọn vẹn nhất. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc.